Văn Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với một khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta, đó là anh Châu Long. Trước hết Văn Anh xin chào anh Châu. Dạ thưa, cảm ơn chị, cô Văn Anh và cảm ơn VNTV và nhất là tất cả quý đồng hương đang coi cái câu chuyện này. Vâng, thưa quý vị, anh Châu Long, anh là thành viên của Hội đồng Cố vấn Tiểu bang về ngôn ngữ bầu cử. Và ngày hôm nay anh Châu Long sẽ cùng chia sẻ với chúng ta qua một cái đề tài rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Đó là redistricting, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là vạch lại ranh giới của từng thành phố, quận hạt, tiểu bang và liên bang. Thưa anh Châu, trước hết thì xin anh có thể cho quý khán giả được biết là redistricting có nghĩa là cái gì và cái mục đích của việc làm này. Dạ, cảm ơn cô Văn Anh. Theo cái lịch trình của nước Mỹ của chúng ta thì cứ mỗi 10 năm là sẽ có một cái kiểm tra về dân số, và sau khi kiểm tra về dân số census 2020, Văn Anh cũng nhớ hồi nó nói mình làm cái đó. Dạ. Thì sau khi mà làm cái census thì một cái việc quan trọng nữa là phân định lại ranh giới của thành phố, của quận hạt, của những người mà lập pháp, là vì dân số thay đổi, người dọn ra thành phố này đi thành phố kia, đi tiểu bang này đi tiểu bang kia, người có job, người chuyển trường, thì mỗi cái thay đổi đó, sẽ được ghi nhận mỗi 10 năm ở trong cái census. Và sau đó đó thì cái nguyên tắc bầu cử của nước Mỹ là mỗi người một vote. Thì khi mà họ chia ra, ví dụ như cái vùng San Diego này, họ chia có tất cả là 9 cái district của cái City Council, thì họ phải chia đều cái số người. Và hiện giờ là thành phố San Diego đang vẽ lại redistricting cho cái thành phố San Diego. Cô Văn Anh, như vậy thì lúc nào, khi nào và cái công việc này được thực hiện như thế nào thưa anh? Dạ, cái việc này là đang được thực hiện sau khi cái census ấy, thì redistricting trong năm 2021 này phải làm xong cái việc mà vẽ lại bản đồ địa phận. Họ căn cứ theo cái số của census 2020 thì cái điểm quan trọng nhất đó, khi mà họ vẽ lại đó, là họ vẽ lại theo cái tiêu chuẩn quan trọng nhất đó, là những cái vùng trong cái district nó phải liên cận với nhau, và cái thứ hai nữa là nó phải có cùng cái sinh hoạt cộng đồng. Ví dụ như vùng người Việt Nam ở trong vùng San Diego này, thì vùng nào có nhiều người Việt Nam, vùng Mira Mesa, vùng Convoy, vùng Linda Vista, đó là vùng mà nhiều người Việt Nam. Nhiều người Việt Nam là như thế nào? Nhiều người Việt Nam mình đi nhà thờ, đi chùa ở trong vùng đó, con cháu người Việt Nam đi học cũng trong vùng đó, đi chợ đi búa. Cái yếu tố kinh tế nó rất là quan trọng. Người Việt Nam đi chợ, đi búa, đi ăn, đi festival, hầu hết những cái sinh hoạt của người Việt Nam đều nằm trong vùng đó. Cho nên cái đó là một cái yếu tố nó gọi là community of interest, hay là nói tiếng Việt là những cái sinh hoạt cộng đồng, là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và cái đó là cái mà tôi muốn trình bày với Văn Anh ngày hôm nay. Cái vùng mà ở Việt Nam, ở San Diego thì có đại khái là có hai vùng rất là lớn, là Mira Mesa là lớn nhất, rồi xong xuống chút xíu nữa là Convoy, rồi xuống chút xíu nữa là Linda Vista. Vùng này nó liên tiếp như vậy đó. Và một cái vùng thứ hai nữa là East San Diego, rồi qua là City Heights, rồi qua nữa là La Mesa. Và cái vùng này nó nổi tiếng hồi giờ rồi. Học sinh Việt Nam ở đây rất là giỏi. Tôi có biết mấy cháu ở đây nè, ở trong cái vùng này nè, mà học Harvard đi rất là giỏi. Và cái năm này đã có một cháu học Việt Nam đi Harvard luôn này. Yeah. Vâng, cảm ơn anh Châu. Như vậy thì cái việc mà vẽ lại cái ranh giới của từng thành phố, quận hạt, tiểu bang như thế này đó, thì ai sẽ là người vẽ cái công việc này thưa anh Châu? Theo thành phố đó thì cái City Council, cái hội đồng thành phố đã chỉ định vào mỗi cái district là chỉ định một người, thì hiện giờ đã có là 9 người. Và những người này họ đi qua một cái thời gian interview và họ có tuyên thệ là họ sẽ trung lập để mà vẽ là bản đồ theo tiêu chuẩn lợi ích công cộng, sinh hoạt cộng đồng. Và cái giai đoạn cái tháng 8 ở tháng từ đầu năm 2021 này nè cho đến tháng 10 đó, thì họ sẽ thăm dò dư luận. Họ chỉ nghe những cái gì mà người dân muốn nói thôi, họ nghe rồi xong rồi khi mà đến tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì họ mới ngồi xuống vẽ bản đồ. Sau khi mà vẽ lại bản đồ rồi đó thì họ mới có những cái public hearing nữa để mà họ muốn biết là cái người dân phản ứng theo cái bản đồ mới như thế nào. Thì sau khi mà họ thảo luận với dư luận thì họ mới vẽ lại một lần nữa rồi xong rồi nộp lên CD, rồi CD sẽ approve. Cái đó là cái thủ tục trong năm nay hết đó. Dạ vâng, cảm ơn anh Châu rất là nhiều. Như vậy thì cộng đồng người Việt của chúng ta tại San Diego có cần tham dự hay không, và cái sự tham dự của cộng đồng người Việt của chúng ta nó quan trọng như thế nào với công việc này thưa anh? Dạ thưa cô Văn Anh, hỏi cái câu này là quan trọng nhất này. Cảm ơn cô Văn Anh là hỏi là như hồi nãy giờ tôi đề cập là cái vùng của người Việt Nam ở đó là từ Mira Mesa rồi xuống một cái là Convoy, rồi xuống một phần nữa là Linda Vista. Nhưng mà trong cái district cũ đó, thuộc vùng Mira Mesa và Convoy nó nằm về district 6, còn Linda Vista nó nằm trên district 7. Mà cái district 7 á, là đa số cái miền đất rất là bự. Tôi có gửi cho Văn Anh cái map á, là đa số là nằm ở bên phía bên east, là phía cái hướng đông của highway 15. Chỉ có một cái vùng này nó lòi ra thôi, cho nên cái số người Việt Nam trong vùng này nó không có những cái sinh hoạt cộng đồng. Với cái district 7 là không có gì hết đó. Ở bên district 7 là bên Script Range, cũng không có nhiều trường Việt ngữ, cũng không có Tết Việt Nam, cũng không có sinh hoạt Việt Nam. Nhưng mà hiện giờ thì cái vùng này Linda Vista lại được nằm ở trong cái district 7, còn cái vùng Convoy, vùng Mira Mesa lại nằm trong district 6. Cho nên cái đó là một cái mà tôi đã kêu gọi cộng đồng Việt Nam nên chú ý lại, là cái vùng người Việt Nam nên tổng quát lại, nên merge lại với nhau để mà cho cái số vote của người Việt. Cái mà quan trọng nhất là cái số vote của người Việt Nam nó gia tăng lên. Một cái nữa, cũng một tin vui nữa mà tôi cũng muốn trình bày với Văn Anh là theo cái số cử tri của quận hạt San Diego thì năm 2010, nghĩa là cách đây 2011, cách đây 10 năm đó, cách đây 10 năm thì cái số cử tri của người Việt nha, của người Việt Nam thôi thì chỉ có 13.000 người thôi. Nhưng mà cái số mới nhất đó, cái số mới nhất của năm 2021 đó, cái số mới nhất đó của county là trên 30.000 cử tri. Có nghĩa rằng là cộng đồng Việt Nam trong 10 năm qua cái số cử tri gia tăng hơn gấp bội lần. Thì đó là cái nó nói lên là cái sức mạnh về bầu cử của người Việt Nam rất là mạnh. Và nếu mà mình đoàn kết lại cái vùng Linda Vista và vùng Mira Mesa thì tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những cái ứng cử viên người Việt và có sự hậu thuẫn của người Việt, và họ chú trọng về những cái sinh hoạt lợi ích cho cộng đồng tổng quát và địa phương. Anh Châu Long, như vậy cộng đồng người Việt Nam của chúng ta tại San Diego cần phải làm gì để tham gia trong công việc này? Dạ vâng, cộng đồng Việt Nam, là vì cái vấn đề này nó rất là kỹ thuật, cho nên tôi xin kêu gọi những tổ chức Việt Nam thôi, những tổ chức Việt Nam nên lên cái website của thành phố Redistricting San Diego City, thì lên trên đó, họ sẽ hướng dẫn hết rồi trơn á, và mọi cái meeting của họ đều qua Zoom hết, cho nên nó rất là dễ mà mình có thể mình tham dự. Mà nếu mà mình không có thời giờ để mà tham dự, mình không muốn trực tiếp mà tham dự qua Zoom đó, thì họ sẵn sàng, họ nhận cái email của mình viết xuống những cái report thì mình gửi qua cho họ, thì cái đó là cũng là một cái lối mà tôi đã làm. Mình chỉ viết cái email mình gửi qua thôi, và cái địa chỉ liên lạc là redistricting San Diego City, thì quý vị sẽ có hết tất cả tin tức. Dạ vâng, cảm ơn anh Châu. Hy vọng là trong lần này thì cộng đồng người Việt Nam của chúng ta tại San Diego sẽ tham dự nhiều hơn. Anh Châu có muốn bổ túc thêm những cái thông tin gì trong cái đề tài ngày hôm nay? Dạ, cứ mỗi 10 năm đó thì cái vấn đề mà redistricting là một lần, và cái vấn đề này nó rất là kỹ thuật, cho nên thường thường là những cái hội đoàn họ tham dự vô và họ nghiên cứu vô để mà chia lại. Có một cái vấn đề nữa ở San Diego mà tôi cũng muốn trình bày là cái vùng mà East San Diego. Thì ở East San Diego cũng rất là hay, nhưng mà cái vùng Oak Park, tôi rất là thích cái vùng Oak Park. Cái vùng đó là vùng người Việt Nam đó rất là giỏi giắng, giàu sang, mà ở đó là từ lâu rồi, nhưng mà họ lại nằm ở trong cái district khác, 4. Rồi xong rồi cái vùng Việt Nam mà nhiều đó là ở City Heights rồi, thì nằm ở trong một cái district khác nữa. Thì cái đó tôi cũng muốn yêu cầu là người Việt Nam để được dồn lại hai cái vùng này thành một. Thì cái đó là một cái vấn đề mà người Việt Nam ở San Diego cũng nên chú trọng. Dạ vâng, cảm ơn anh Châu rất là nhiều. Quý vị đang theo dõi chương trình Bạn Covid của VNTV với anh Châu Long qua đề tài Redistricting, có nghĩa là vạch lại ranh giới của từng thành phố, quận hạt, tiểu bang và liên bang. Và hy vọng với một số thông tin mà anh Châu chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cái kết quả khả quan hơn để đem lại quyền lợi cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại San Diego, phải không anh Châu? Dạ thưa, cảm ơn cô Văn Anh và cảm ơn quý đồng hương. Dạ, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn anh Châu và xin thân ái chào tạm biệt. Dạ, cảm ơn cô Văn Anh nhiều.